các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh tarot thứ hai nữa, đó là tarot bánh quy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về sau lớp phát triển bản thân giữa đơn tuần, giữa đơn tháng. Đối với khu vườn nhỏ thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề đó là bạn yêu đúng cách hay sai cách. Thì ở đây nó cũng chỉ là một cái trải bài tham khảo cho mọi người. Còn đúng cách hay là sai cách thì nó còn tùy thuộc vào gọi là cái quan điểm nhìn nhận của mọi người, cũng như là nó cũng chỉ là tương đối hay nó không có tuyệt đối đâu ha. Thì mọi người cứ xem một cái trải bài theo kiểu giống như để tham khảo là chính ha. Mình không quan trọng chuyện gọi là bạn đúng hay sai cách ha, quan trọng là chúng ta học được gì ha. Ở đây có tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Thì các bạn cứ chọn tụ 3 mà các bạn muốn ha. Mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì bạn yêu đúng cách hay sai cách ha? The Hierophant, sáu kiếm và ba kiếm ha. Nếu mà hỏi mình là bạn yêu đúng cách hay sai cách đó, thì mình nghĩ trước tiên là nên nói về cái cách bạn yêu trong quá khứ, hoặc là cách bạn yêu ở thời điểm hiện tại ha. Tại vì mình cảm thấy bài nó lên khá là nhiều về cái quan điểm của bạn nó thay đổi theo thời gian khá là nhiều. Bạn vướng cái lá sáu kiếm và ba kiếm, mình cảm giác cái tình yêu của bạn nó có cái sự giận dữ ở trong đó. Nó có một chút giận hờn, giận dữ, giận hờn. Đôi khi là hơi trách mắng hoặc là trách móc, trách móc gì cũng được ha, cả hai từ ha. Mình cảm giác cái tình yêu trong bạn nó phải có một cái thứ bậc, nó phải có một cái tôn ti trật tự, nó phải có một cái tính truyền thống. Truyền thống ở đây thì không nhất thiết phải giống như của Việt Nam hay là các nước Đông Nam Á, mà là giống như bạn sinh ra ở phương Tây, cái cách sống của bạn nó ở phương Tây, nó truyền thống nó như thế nào thì nó là như vậy. Thì ở đây mình cảm giác là cái quan điểm gọi là cái cách yêu của bạn á, nó luôn luôn là kiểu giống như ví dụ ở Việt Nam, hay là nói chung là kiểu giống như là ở Việt Nam thì giống như là nam là phải như thế này, nữ là phải như thế kia. Thì bạn mặc định là bây giờ anh là người yêu của tôi hay là cô là người yêu của tôi thì cô và anh phải hoặc là nên hoặc là phải biết là cái trách nhiệm, cái cách yêu của mấy người là như vậy, và tôi sẽ đóng vai là người còn lại. Thì mình cảm thấy là nó hơi mang tính gọi là khuôn mẫu. Dĩ nhiên là bạn cũng sẽ không có rọc khuôn hay là bạn y chang như một cái khuôn, nhưng mà mình cảm thấy nó có một cái tính gọi là nguyên tắc, và bạn muốn mọi người sống phải có ý thức và trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Và bạn mong đợi cái người bạn yêu họ phải có ý thức và phải có trách nhiệm, bởi vì nếu thiếu cái đó, mình nghĩ là bạn sẽ không quen được một người nào hết. Và bạn thậm chí là thường hay lấy cái đó ra để mình không gọi là trách móc, nhưng mà mình gọi là lấy cái đó ra để nói, lấy cái đó ra để than phiền, lấy cái đó ra để nhắc người ta. Và tại sao hồi nãy mình có dùng từ chữ trách móc và trách mắng, bạn có sáu kiếm và ba kiếm. Mình không biết bạn đã trải qua bao nhiêu câu chuyện tình yêu hay là bao nhiêu cái trải nghiệm trong tình cảm, nhưng mà có những thứ mình cảm thấy trong trái tim bạn nó có cái sự giận, nó có cái sự buồn, nó có cái sự tiếc nuối, nó có cái sự gọi là dằn vặt, nó có những cái sự gọi là hối hận nữa. Nhưng mà mình không biết người gây lỗi là bạn hay là họ thôi, nhưng mà mình mặc định là coi như cả hai, ai cũng có lỗi hoặc là ai cũng có vấn đề. Thì sáu kiếm và ba kiếm có nghĩa là trong tôi có những cái vết sẹo, và tôi dù tôi đã cố gắng, tôi mua thuốc liền sẹo, tôi chữa lành, tôi thoa kem, tôi đi phẫu thuật da, tôi làm cái gì đó nữa, cái vết sẹo trong tôi nó vẫn không hết, nó vẫn không lành. Và khi tôi nhìn một cái người nào đó, giống như hồi nãy trong lá bài này là ba con chim, thì ngày xưa tôi từng yêu một con chim, nên thành ra giống như là sau này khi mà tôi gặp một con chim khác này nó làm tôi nhớ lại con chim cũ. Và cái con chim mới này mặc dù là con chim khác, con này là con chim sẻ, và con này là một cái con chim, cái này sẽ đen, này này sẽ nâu đi ha, tại hai màu của nó khác, con này nâu và con này đen. Thì bây giờ con sẻ nâu này,
nó ô lục con sẻ đen này nó vốn dĩ nó đâu có giống con sẻ nâu này đâu, nó cũng nhỏ hơn, nó cũng khác hơn, nhưng khi bạn nhìn vào con sẻ đen này bạn nói là nó cũng là chim thôi, nó cũng là sẻ thôi, và rồi biết nó có giống như cái người như có con chim cũ không hay nó sẽ khác. Ba kiếm là bạn đã từng vướng một cái đòn chí mạng nào đó và bạn vẫn ngoi ngóp đó. Và bạn sáu kiếm đó là mình dùng từ là ngoi ngóp là chính xác luôn, tại vì bạn sẽ rất là bò, bạn sẽ rất là lặng quặng, bạn sẽ rất là crawling, kiểu giống như là crawling tức nghĩa là bạn 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 cào cấu, bạn quào, bạn đi là gọi là crawl, thì giống như là bạn cào cái con đường, bạn bò lăng quăng để qua được cái vết thương đó, mình cảm thấy nó rất là chật vật. Thành ra cái cách yêu của bạn á, nó có một cái sự chiếm giữ ở trong đó, nó có một cái sự gọi là khao khát ở trong đó rất là mãnh liệt, giống như bạn là một cái trái tim bị tổn thương bởi bởi mình cảm giác bởi nhiều lý do lắm chứ không phải bởi một lý do đâu, nhưng mà giống như là một cái người mà sợ yêu nhưng khao khát yêu, sợ đau nhưng mà lại rất muốn yêu. Và bạn nhìn cái cuộc đời này, bạn nhìn cái tình yêu này giống như một cái con tàu còn phân nửa, và bạn biết là cái này là cá piraha ha, là cá sát thủ, chỉ cần một giọt máu của bạn nhiễu xuống là nó đã đánh hơi được, và nếu bạn lọt xuống đó là chắc chắn bạn sẽ tan xương nát thịt đó, nó sẽ ăn tươi nuốt sống bạn luôn. Thì may phước là bạn còn ngồi được trên nửa chiếc tàu, nó chỉ là nửa chiếc tàu thôi, nó không được nguyên vẹn một chiếc, và bạn biết rằng nếu mà chỉ có một cái sai sót nào là bạn sẽ ngủm liền. Thành ra mình cảm giác cái cách bạn yêu đó, nó giống như kiểu là một cái người mà giống như tôi đã mất nhiều quá rồi, bây giờ kêu tôi cho nữa, bây giờ kêu tôi quan tâm nữa, bây giờ kêu tôi yêu nữa, tôi cảm giác tôi không đủ can đảm. Bạn yêu trong một cái tâm thế sợ, bạn yêu trong một cái tâm thế là mọi thứ đều có thể ra đi, mọi thứ đều có thể bay đi, mọi thứ đều có thể ngoài tầm níu giữ của tôi, hoặc thậm chí trong một số trường hợp bạn yêu rất là bị lụy, rất là kiểu giống như là mình dùng từ gọi là luôn luôn trong một cái tâm thế là tôi có thể mất bất cứ lúc nào. Và mình cảm giác nó vô tình, nó là một cái mình không muốn dùng từ gánh nặng nhưng mà mình không tìm được một cái từ khác, ở trong đầu mình nó chỉ nhảy ra là nó là một cái cục tạ, một cái gì đó mà giống như bạn đeo vô cái gông, cái xiềng, cái cổ của người bạn yêu, bởi vì người bạn yêu phải có trách nhiệm với bạn, mà đã có trách nhiệm không được buông bỏ bạn, phải ở bên cạnh bạn, phải cho bạn cái cảm giác an toàn, thì nó lại đòi hỏi bạn không đòi hỏi, nhưng nó là một cái sự gọi là ngầm mặc định ở trong cái mối quan hệ rồi. Thành ra nó giống như một cái sự mặc định là anh phải cho tôi, anh phải như thế, anh nên như thế, anh cần như thế, và tôi giống như hai cục tạ, tôi dán keo dán sắt vô anh vậy đó. Và mình cảm giác dù là một cái hành động nhỏ, dù là một cái hành động to, dù là một cái lời nói hay bất cứ một cái gì đó, nó đều có thể làm tổn thương hoặc là gây sát thương lên bạn ha. Bạn có năm tiền, bài của bạn rất là bi quan, bài của bạn rất là đau khổ, bài của bạn nó rất là mệt mỏi, thậm chí là nhìn vô nó rất là tang thương á. Bạn có 5 tiền, bạn có 7 cốc và bạn có the Empress á. Cái trái tim của bạn thì đẹp, cái trái tim của bạn là cái trái tim mình dùng từ gọi là nó thèm khát tình yêu, nó thèm khát một cái người là một cái chỗ dựa, nó là một cái trái tim mà mình cảm giác bạn ước ao mình được sống những cái giây phút được yêu thương, bạn ước ao bạn được sống trong một cái mối quan hệ dù là vui vẻ, dù là nghèo khổ, dù là khó khăn, dù là bệnh tật hay dù là cái gì, bạn vẫn mong đợi có một cái chỗ dựa. Nhưng mà có vẻ như bạn luôn luôn phải một mình, hoặc là bạn luôn luôn bị bỏ lại, hoặc là bạn rất là níu giữ cái quá khứ, bài của bạn toàn là nhìn về quá khứ không mà mình không có thấy nhìn về tương lai luôn á. Mình nè, bên đây cũng một lá nhìn về quá khứ là sáu sáu kiếm, và ba kiếm thì chắc chắn là của quá khứ rồi, không thể nào của tương lai rồi đó. Thì mình cảm thấy là trong cái góc nhìn của bạn, khi bạn nhìn về quá khứ nhiều á, thì mình dùng từ là khó buông bỏ, khó chấp nhận và khó nghĩ về tương lai. Nghĩ về tương lai tức nghĩa là tôi nghĩ về những cái mới, nghĩ về những cái thay đổi, nghĩ về những cái tích cực. Và bởi vì bạn có đi impress nữa nên trong chuyện tình cảm bạn rất là thích sự ngọt ngào, bạn rất thích sự cưng chiều, bạn rất thích một cái người mình dùng từ gọi là biết chăm cho bạn. Chăm ở đây không cần phải làm cái gì quá lớn nhưng mà phải biết chăm, chứ nghĩa là chăm chỉ, chăm lo, chăm chăm chút. Họ phải có một cái sự tử tế và đàng hoàng, thiếu những cái tính đó, thiếu những cái sự dịu dàng tử tế đó, khó 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 gọi là bước vào con tim của bạn lắm. Cái cách yêu của bạn ở đây á, mình vẫn chưa nói là đúng hay sai, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó là một cái cách yêu mà đôi khi bạn hơi bị động,
cái năng lượng của bạn khá là bị động á, và bạn bạn mình cảm giác dù bạn là nam hay nữ, bạn bạn sẽ đóng cái vai trò nữ nhiều hơn. Vai trò nữ tức nghĩa là cái bạn bạn mong muốn cái người mình yêu họ chủ động, bạn mong muốn cái người mình yêu họ sẽ có những cái sự gọi là vững chãi, và bạn giống như bạn là một cái người đã lung lay rồi, bạn cần một cái cây gậy để chống á, thì mình cảm thấy giống như là cái cách bạn yêu á, nếu mà nói về sai thì mình nghĩ mình không nói nó sai, nhưng mà nó đôi khi giống như này mình nói nó là một cái sự áp lực cho cái người đi cùng bạn, bởi vì bạn bạn thì không phải là người yếu đuối mà theo kiểu giống như là như cọng bún, cũng không phải là người bất tài. Bài của bạn lên, bạn là một người chịu khó, chịu thương, là một người biết chăm chỉ làm việc, là một người luôn cố gắng để gọi là vượt qua hoàn cảnh. Nhưng mà giống như trong cái câu chuyện bạn yêu á, thì mình cảm giác bạn lại là một cái bạn mình cảm giác giống như bạn cần một cái người để tiếp lửa cho bạn. Bạn cần một cái người mà kiểu giống như ngoài kia sóng gió to đó, thì tôi đã đi một mình, tôi đã mệt rồi, thì bây giờ tôi cũng cần một cái người đồng hành, một cái người bạn, một cái người đi cùng để tôi biết là sóng gió kia không phải một mình tôi chống chọi, để những cái thử thách, những cái mệt mỏi đó tôi có người để sẻ chia. Và mình cảm giác giống như đó là khi bạn đặt một cái tình yêu vào quá nhiều á, mình nghĩ là những bạn chọn tụ một yêu một người đó là yêu yêu bằng cả tấm lòng á, yêu bằng cả sinh mệnh á, và khi bạn yêu bạn cho hết, bạn cho hết luôn, mình dùng từ cho hết á, thì mình cảm thấy cái việc mà bạn cho hết nó đôi khi bạn tự trách móc bản thân bạn rất nhiều nha. Bạn trách là mình cứ cho người ta, mình cứ hy sinh vì người ta, mình cứ người ta gọi là unrequited love á, unrequited tức nghĩa là một cái tình yêu không có đòi hỏi, không có đòi hỏi cái gì hết, tầng là cho mà không có biết nhận, là một cái tình yêu mà mình có thể hy sinh cái một chút gì đó của mình hoặc là nhiều chút của mình để cho người ta cảm thấy vui, hoặc là thậm chí là để chiều lòng người ta. Và mình cảm thấy bởi vì bạn yêu mà bạn cho nhiều á, nên đôi khi bạn tự nhiên tới lúc mà chia tay các bạn cảm giác mình không có nhận được gì hết, bạn cảm giác mình trơ trọi, bạn cảm giác mình mất tất cả, mất luôn người yêu, mất luôn cái bản thân, mất luôn tất cả những cái gì thuộc về mình. Và dĩ nhiên cái đó là sai rồi đó, cái cách yêu đó là sai, tại vì giống như mình dùng từ là thiếu tôn trọng bản thân mình và bạn bạn quỵ lụy á. Nhưng mà mình cũng là một đứa unrequited love nên nên mình biết cái kiểu người như vậy, và mình biết là nó không phải là một cái đứng là người trong cuộc á, thì bạn cảm giác cái sự hy sinh đó là chính đáng. Nhưng mà giống như theo sách vở dạy về cách quan hệ về tình yêu, quan hệ trong tiện tình yêu, quan hệ đây không phải là chuyện quan hệ ít ít, mà là cái mối quan hệ, cái cách mà giữa hai người quan hệ với nhau trong cái chuyện tình cảm á, nó phải cân bằng, nó không phải là một người người luôn luôn nhận, một người luôn luôn cho, mà là có người nhận và có người cho, chứ không phải là và phải phải đảo và là cái vai trò, chứ không phải là người nhận hoài và người cho hoài. Và mình cảm giác càng về sau khi mà bạn yêu những cái người khác, bạn học được cái cách tự lập, bạn học được cái cách bảo vệ giá trị của bạn, bạn trở thành một cái the impress. Mình nghĩ là càng về sau này, sau khi mà bạn yêu nhiều người hoặc là bạn thất bại nhiều á, bạn sẽ lấy lại được cái giá trị của bạn. Nhưng mà mình chỉ sợ cái con tim của bạn á, giống như là nó chai sạn, nó chai mòn đi bởi vì những cái gì mà bạn trải qua trong quá khứ, nó khiến cho bạn trở thành một cái the impress, nó hơi lạnh lùng, nó hơi khó tiếp cận, và bạn luôn luôn nhìn về một cái cô gái ngày xưa đó mỏng manh yếu đuối, còn bây giờ thì đứa nào đụng vô bạn là bạn lấy kim, bạn lấy chỉ, bạn lụi nó. Mình cảm giác bạn bây giờ giống như một con ong đó nè, bạn tự bảo vệ cái giá trị của bản thân bạn, không có là chỉ trích đó. Xin chào các bạn chọn tụ số 2, trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì cách yêu của bạn là đúng hay sai ha? Bạn có the love và bạn có 7 kiếm, không, 5 kiếm chứ không phải 7 kiếm nữa. Và bạn có the temperance. Cái gọi là cách yêu của bạn là đúng hay sai, theo mình nhìn thấy đầu tiên là bản thân bạn trong cái câu chuyện tình cảm á, mình nghĩ bạn không quan trọng lắm cái chuyện gọi là đúng hay sai. Bạn quan trọng là yêu được hay không. Và bạn quan trọng vào cái việc đó là trong cái câu chuyện tình yêu này, cái người yêu của bạn họ có thật sự hiểu được bạn hay không, và họ có xứng đáng với cái tình cảm của bạn hay không. Và bởi vì cái chữ xứng đáng á, nên nó mới là vấn đề. Ở đây không có nghĩa là xứng đáng, tại vì the lover là một cái tình yêu thuần túy, là một cái tình yêu ngang giá, là một cái tình yêu mà có qua có lại. Tôi là một bản thể, bạn là một bản thể, tôi với bạn đem lòng thích nhau và tôi với bạn kết hợp lại. Chứ không có chuyện là tôi có giá hơn bạn và bạn có giá hơn tôi là phụ nữ nên bạn phải chăm chút tôi là đàn ông nên bạn phải cung phụng tôi, bạn phải nghe lời tôi, không. Tình yêu của The Lover đó là tôi cảm thấy, tôi nhận thấy, tôi muốn gắn kết với bạn bởi vì tình yêu thôi, thuần túy, không có chữ xứng đáng ở đây ha.
không có ai xứng đáng hết. Bài này lên ở đây nó có cái vấn đề nằm ở chỗ đó là trong cái cách bạn yêu, bởi vì bạn vướng ở chỗ xứng đáng nên bạn sẽ hay mắc kẹt vào những cái thứ liên quan tới một đó là địa vị, hai là danh vọng, ba là ngoại hình, bốn là những cái thứ gì đó liên quan đến cảm xúc. Tại sao có bốn thứ như vậy? Tại vì bài mình lên đây mình cảm giác giống như đó là nếu không ngang giá, nếu không ngang bằng tình cảm, hoặc là có một cái sự gọi là xứng đáng, xứng cân bằng, cân xứng giống như là môn đăng hộ đối đó, thì nó sẽ hơi làm cho bạn cảm giác giống như đó là anh có cái gì mà để anh yêu tôi, hoặc là cô có cái gì mà cô yêu tôi. Ở đây mình không nói là bạn chê người ta nghèo, mình cũng không nói là bạn chê người ta xấu, mà là đối với bạn phải để yêu bạn, có được bạn, chiếm hữu được bạn, sở hữu bạn, hoặc là để bạn dành tình yêu cho, để bạn yêu thương, để bạn quan tâm, để bạn chăm sóc, họ phải chứng minh được cái gì đó. Chứ bạn không kiểu là một người mà kiểu giống như là sẽ dễ xa lòng đâu, trừ khi bạn yêu thiệt á. Bạn chỉ yêu thiệt khi mà đúng thiệt là cái người đó bạn yêu thôi, còn còn lại những cái trường hợp khác bạn sẽ hay yêu bằng những cái thứ giống như nãy mình nói, danh vọng, địa vị, tiền bạc, vật chất hoặc là ngoại hình. Dĩ nhiên là bạn sẽ nói ai cũng yêu bằng kiểu vậy mà, chứ làm sao mà thiếu những cái yếu tố đó, đúng chứ không sai. Nhưng mà cái vấn đề của bạn nó nằm ở cái chỗ đó là mình cảm giác giống như là khi mà một cái người họ tiếp cận bạn, khi một cái người mà họ tìm tới bạn ở những cái giai đoạn đầu á, ở những cái giai đoạn đầu, giai đoạn tìm hiểu, giai đoạn cưa cẩm, giai đoạn mà gọi là kỳ kèo thính thả rồi đó, mình cảm giác bạn hay đặt một cái rào cản, bạn hay đặt những cái bức tường, bạn hay đặt ra những cái sự so sánh, dù là vô tình hay hữu ý, bạn so sánh giữa người ta với người khác, giữa người yêu cũ với người yêu mới, giữa người hiện tại với những cái người người khác khác nữa. Mình cảm giác nó làm cho bạn tự nhiên có một cái ánh mắt, đó là so sánh. Cái ánh mắt của bạn lúc nào nó cũng là một cái ánh mắt nhìn nghiêng, nhìn xéo, nhìn xuống, chứ không bao giờ mà giống như cái lá này nhìn ngang qua. Bạn luôn nhìn với cái kiểu giống như là tôi là một cái người sau đó, nhưng mà tôi giống như là giống như ví dụ như con chim này, nó lại nó nói với cái bà này đó là nó thích bà này. Cái bà này bà nói cái đầu tao á là bự gấp cái chục lần mày á, chừng nào mày bự như cái đầu của tao đi rồi mày tính. Bà này là temperance, tức nghĩa là có một cái sự dung hợp, dung hòa, có một cái gì đó nó cân đối, cân xứng, có những cái sự điều chỉnh, có những cái sự gọi là hòa hợp và dung hợp với nhau để tạo ra một cái dung môi, để tạo ra một cái gọi là phù hợp nhất. Thì mình cảm thấy ở đây giống như đó là trong cái câu chuyện tình cảm của bạn, thật ra nếu mà nói đúng sai á thì mình chỉ nói là nó có vấn đề ở chỗ đó thôi. Còn cái cách bạn yêu, cái cách bạn quan tâm người ta, mình cảm giác bạn là một người thật sự yêu một người á, là bạn sẽ dành rất là nhiều cái cảm xúc này nha, bạn dành cả trái tim, bạn dành cả những gì tốt đẹp cho người ta, với điều kiện, vẫn phải với điều kiện á, người ta cũng phải dành cho bạn những cái sự ưu tiên nhất định. Ở đây ưu tiên nhất định thì mình không biết là cái gì, nhưng mà ưu tiên theo kiểu giống như ví dụ như là người ta chăm sóc bạn, người ta quan tâm bạn, người ta chăm chút bạn, người ta ưu ái bạn hơn, thì bạn sẽ nói à ok ông nội này ông nhắn tin cho tao thường, ông quan tâm tao nè, lúc nào ông cũng vì tao như thế này như thế kia, thì ok người này xứng đáng để tao nấu ăn cho, để tao quan tâm cho, để tao gọi là nâng khăn sửa túi cho. Tức nghĩa là họ phải chứng minh và họ phải cho bạn thấy cái trái tim của họ hướng về bạn. Cái này thì mình hơi khó lý giải để cho bạn những bạn chọn tuổi hai hiểu, theo kiểu đó là ủa quan tâm thì ai phải quan yêu thì phải quan tâm, chứ không yêu yêu mà không quan tâm sao mà yêu. Nhưng mà mình cảm thấy trong cái cách yêu của bạn á, là người ta phải cho trước, người ta phải làm trước, cái gì người ta cũng phải trước hết á. Chứ chứ nếu mà người ta làm sao á, người ta làm chậm á, hoặc là người ta không có làm, là bạn sẽ trách liền à. Bạn sẽ nói ủa ông nội ông yêu tôi mà ông không có chăm sóc, ông không có chủ động, ông không có hy sinh, anh yêu thì anh giỏi, anh nhảy vô giạt dầu, anh hy sinh giùm em đi, rồi anh phải qua bao nhiêu chông gai biển lửa, rồi anh phải chứng minh cho em thấy là anh đưa password này, anh đưa cái này cái nọ cho em coi đi, anh chứng minh là anh thiệt lòng đi. Ban đầu hỏi người ta chứng minh nhiều lắm và bạn mới tin. Thì mình ví dụ đại loại nó là như vậy để bạn cảm thấy, để bạn hiểu được, đó là nhiều khi có nhiều người họ không có thấy họ sai luôn á. Tức nghĩa là trong cái kiểu bài này nè, nhiều người họ không có nghĩ họ sai, nhưng mà họ mặc định là à tao là con gái mà tao phải được như thế này, còn mày là con trai thì mày phải như vậy, nếu mày không phải như vậy thì mày không phải đàn ông. Họ mặc định là cái đó là như vậy, hoặc là ngược lại, giống như những cái người gia trưởng thì họ sẽ nói cô là con phụ nữ thì cô phải như thế này, đó là bổn phận, là trách nhiệm của cô, còn tôi là đàn ông thì tôi sẽ vậy vậy vậy. Họ không có thấy cái sai của họ trong đó, thì mình không mình chỉ nói được vậy thôi ha. Bạn có 9 gậy, bạn có 6 tiền nè, tình yêu bạn như cái cân vậy đó, và bạn có strength ha.
cái tụ này nó mang cái năng lượng của gọi là nữ quyền, mang cái năng lượng của những cái người mà cầm quyền, thích cầm quyền. Sáu tiền á, là một cái tình yêu gọi là, mình nói thẳng là có điều kiện nha, chưa bao giờ sáu tiền là tình yêu không có điều kiện á. Tiền trao thì cháo múc, có tình thì có tiền thì có sắc thì có quyền lực, vậy đó, nó đi kèm 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 với nhau hết. Giống như nãy mình nói, anh quan tâm tôi thì tôi quan tâm anh hy sinh vì tôi thì tôi hy sinh vì anh chăm chút tôi thì tôi chăm chút anh, nếu không có dẹp đi ba, đừng đòi hỏi, kiểu giống vậy. À, mình thì mình cũng không có nói mà theo kiểu giống như là trong tình yêu mà không có sự cho đi và nhận lại thì cũng không được, nó phải có sự cho đi và nó phải có sự nhận lại. Nhưng mà mình cảm thấy trong cái trải bài của bạn á, bởi vì bạn là một người thích nhận, bạn sợ cho, bạn sợ mất, bạn sợ lỗ vốn nha, bạn là người sợ lỗ vốn trong diện tình cảm, và bạn càng yêu bạn càng sợ lỗ vốn, tại vì bạn biết một khi bạn đã yêu một ai đó là bạn sẽ cho nhiều, nhưng mà phải khi bạn yêu thiệt cái đã, đợi bạn yêu thiệt cái đã, còn chưa vô cái giai đoạn yêu thiệt á, là bạn sợ lỗ vốn lắm. Mà thậm chí ngay cả khi vô yêu thiệt rồi á, bạn cũng rất sợ lỗ vốn. Bạn là cái kiểu người á là hay nghi ngờ, hay nghi ngại lắm, hoặc là ghen nha, tụi này rất là dễ ghen nha, ghen dữ lắm luôn á, ăn ớt dữ lắm luôn ha, gì á, ghen ghê gớm luôn. Mình cảm giác giống như đó là bất kỳ một cái gì của người đó là bạn liếc mắt cái là bạn phải biết á, giống như ví dụ như là em liếc mắt cái là anh phải biết là em đang thấy khó chịu nha, không có nhìn nhỏ đó nữa nha, không có làm gì nữa nha, em liếc mắt là anh phải tự hiểu đó, em hon cái là anh phải biết là em đang nói gì đó, em nói chung phải em muốn bệnh đâu nha, hoặc là em xách giỏ lên là anh biết là anh phải đi ra đón em đi về đó, chứ không phải mà em vẫn chơi em ho ho em xách giỏ em làm tịch làm thượng đâu nha, em không có làm trịch làm thượng gì đó, em chỉ thái độ thôi. Thì bạn là người có thái độ á, dùng từ thái độ đó, và cái thái độ của bạn nó thể hiện qua nhiều thứ, và cái thái độ này nó bao hàm hai thứ. Một á, là bạn muốn cho người ta thấy bạn có cái quyền trong cái mối quan hệ. Cái thứ hai nó cũng đồng nghĩa, trong một số người là tâm lý học người ta nói cái người mà hay thể hiện thái độ ra bên ngoài á, tức nghĩa là họ sợ mất đi cái quyền của họ, tức nghĩa là họ sợ mất đi cái quyền ảnh hưởng, cái sức ảnh hưởng của họ lên cái người khác, bởi vì đó là cái vùng an toàn cũng như là cái vùng nguy hiểm của họ. Giống như nếu mà họ không có cảm thấy được là họ đang nắm được đối phương, họ không có chiếm hữu được đối phương, họ không có đối phương ở trong tay và đối phương không nghe lời họ, tức nghĩa là người này đang mất kiểm soát cái đối tượng đó, thì mình cảm giác bạn cũng giống vậy đó. Bạn có strength nè, thành ra bạn luôn luôn thích nắm thóp người bạn yêu, bạn rất là muốn gọi là người yêu của mình giống như người phải gọi dạ bảo vâng, và phải luôn hướng cái tâm về bạn, bởi vì bạn là một là trung tâm, là vũ trụ á, bạn luôn luôn muốn mọi thứ nó nằm trong cái lòng bàn tay của bạn. Và bởi vì bạn chính gậy thì mình nghĩ có thể từ hồi hồi xưa hoặc là trong một cái trải nghiệm nào đó, mình không biết là có bạn có sinh ra trong một cái gia đình mà có sự chênh lệch về nam quyền nữ quyền không, tức nghĩa là mẹ bạn hay là cha bạn bị mất cái quyền, hoặc là bạn sinh ra trong một cái gia đình mà nó có cái sự hụt gì đó về 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 nam nữ, trọng nam khinh nữ gì đó, hoặc là thậm chí bạn từng bị lừa tình gạt tiền, hoặc là bị phụ bạc á, bị đối xử như 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 rác rưởi hay sao đó. Nói chung bạn bạn cảm giác một cái mình cảm giác bạn là một cái người mà cái tính của bạn nó nóng á, hoặc là nó rất là mạnh, thành ra bạn không hoặc là có thể nếu không có cái sự chênh lệch gì ở đây là bạn được sinh ra trong một cái gia đình mà má bạn dạy bạn là con gái con phải giống như là phải leo lên đầu chồng con ngồi, nếu mà con mà không con phải kiếm người yêu nào nó nghe lời con á, con nạt cái là nó phải im, con tát nó là nó phải nín, con giả vô mặt nó là nó phải phải không có quýnh lại con, giống như bạn được dạy, bạn được tiêm vô đầu bằng những cái suy nghĩ như vậy. Hoặc là giống như nếu bạn là nam thì ngược lại, nó có những cái sự mất cân bằng, hoặc là bạn tự thấy những cái mối quan hệ xung quanh, giống như bạn nói thỏ nhỏ này nó ngu ghê, nó quen chồng nó mà chồng nó nắm đầu nó giật 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 giật, mày phải mạnh mẽ lên, mày phải gọi là nhào vô quýnh nó hay sao đó, hoặc là mày phải phải gọi là nữ quyền đồ lên, kiểu giống như là bạn nhìn xung quanh những cái mối quan hệ xung quanh, hay bạn nhìn bạn những cái trải nghiệm xung quanh của bạn nó làm cho bạn thay đổi cái nhân sinh quan khá là nhiều. Thành ra cái cách bạn yêu á, mình vẫn cảm giác là nó, nếu mà nói đúng hay sai, thật sự mình vẫn cảm giác nó là cái cách mà bạn bạn tự bảo vệ bản thân bạn, nhưng mà có vẻ giống như cái cách bạn tự bảo vệ bản thân bạn nó hơi quá đó, và nó hơi kiểu giống như là nó bị lệch cái năng lượng luôn, nó bị lệch cái cán cân, thay vì nó cân bằng mà bây giờ bạn làm lệch nó đi. Hồi nãy bạn cũng có temperance, tức nghĩa là có cho, có là nhận, có qua có lại, có sự điều chỉnh lúc này lúc khác, chứ không phải là lúc nào cũng phải là bằng. Nhưng mà ý mình nói là temperance tức nghĩa là phải có sự dung hòa với nhau, chứ không thể nào mà giống như mình nói rồi, thương bạn là phải đội bạn lên đầu, không không có đội lên đầu,
nó đội lên đầu được một lần thì cũng là biết là leo được lên đầu nó rồi, nhưng đừng có đội đeo lên đầu nó ngồi hoài, lâu lâu cũng phải đi xuống mỏi đầu lắm ba. Còn giống như kiểu giống như là lâu lâu mình cũng đội nó lên đầu cái cho nó vui thôi, nhưng mà mình giống như 10 lần thì 9 lần mình cho nó ở dưới mình leo lên đầu nó mình ngồi, chứ bạn là bạn nói không, 9 lần là vẫn chưa được, tao phải leo lên đầu nó 10 lần chứ đừng đòi hỏi gì leo lên đầu tao, không có cái chuyện đó. Thì mình cảm giác bởi vì cái chỗ đó là cái vấn đề đó, và mình cảm giác giống như là nếu mà bạn nào có cái kiểu yêu mà thích nắm giữ tiền bạc nè, vật chất nè, sở hữu nè, tin nhắn là đọc đọc nội dung này nè, rồi sợ gọi là liếc dòm nè, sợ gái gú nè, sợ ong bướm nè, sợ đào hoa nè, sợ đẹp trai đẹp gái này nè, sợ gọi là rù quến này nọ, tức nghĩa là bạn bạn là một cái người mà mình cảm giác giống như cái ánh mắt của bạn á nó sát khí luôn á, mình cảm giác giống như ví dụ mình là gái đi ha, cái mình giả bộ mình đi ngang người yêu bạn ha, mình dòm dòm vậy đó, mình cũng không có thái độ gì nhiều, là giống như bạn lừa mình một cái xong cái bạn nói nhỏ này là đang có ý định, thằng này con này có ý định gì với chồng tao hoặc là với bồ tao, mày tới số với tao nha, mày mà biến tiến tới một bước nữa là tao giật đầu mày, bạn sẽ có cái sát khí kiểu đó ha. Xin chào các bạn, nhận từ số 3, trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì cách yêu của bạn là đúng hay sai ha, bạn có người đưa tin gậy, bạn có vua gậy và bạn có the tower ha. Đối với những bạn chọn tuổi số 3 thì cái cách yêu của bạn á, nó là bạn là một cái người yêu mình nghĩ là nhiều. Mình nghĩ là một cái người cũng vì người yêu cũng rất là đóng vai trò chính trong chuyện tình cảm, tức nghĩa là bạn thích đóng vai chính trong chuyện tình cảm. Là một người nam thì sẽ là một cái người luôn luôn tròn phận, tròn vai, là một cái người bảo bọc, che chở, đùm bọc, yêu thương, quan tâm hết mình, hết mực, hoặc là đóng vai trò người chồng, người cha sao cho đúng vai thôi. Còn nếu bạn là nữ thì bạn cũng sẽ làm những cái thứ mà người nữ sẽ làm. Thế thì nó sai hay nó đúng chỗ nào? Nếu nó không sai thì nó đã không lên được thao quận. Tại vì cái vấn đề của bạn nằm ở chỗ đó là bởi vì phải đúng vai. Nếu mà nó lệch vai là nó sẽ có vấn đề. Và đúng là lệch vai là có vấn đề với bạn thiệt. Bạn là một cái người mà kiểu giống như tôi có thể chiều em, tôi có thể nghe lời em, tôi có thể vì em, nhưng em phải biết em là ai, em phải hiểu em là đang ở đâu, và em phải biết em là cái gì của tôi, á, kiểu giống vậy. Và mình cảm giác như nếu mà em làm những cái gì đó không đúng ý tôi, em làm cái gì đó không phải như tôi mong đợi, em là cái gì đó mà sai với Phật lòng tôi, thì lần này tôi có thể bỏ qua, lần sau tôi có thể bỏ qua, nhưng lần tới chưa chắc tôi có thể bỏ qua. Bạn bị cái tính nóng, bạn bị cái tôi cao, bạn là một người trọng cái giá trị cá nhân, trọng cái giá trị bản thân đồ hơi bị nhiều á. Ở đây mình nói cái việc trọng giá trị bản thân không có nghĩa là mình nói cái việc gọi là cái giá trị bản thân của bạn nha. Ở đây mình nói bạn trọng cái giá trị của bản thân bạn nhiều, tức nghĩa là bạn có những cái quy tắc, bạn có những cái nguyên tắc mà tuyệt đối những cái người bạn yêu không được phép phạm, và nếu họ phạm là họ tới công chuyện với bạn. Ở đây cái chuyện này thì nó hơi khó để diễn tả, nhưng mà giống như có những cái mình có thể nương được, có những cái mình có thể gọi là không có chấp nhất cái chuyện đó được, nhưng mà đối với bạn có những chuyện không nên như vậy, và bạn mặc định đó là cái chuyện không nên. Và mình cảm giác giống như trong cái câu chuyện tình yêu á, bạn đôi khi á, bạn sẽ dễ nói những cái lời tổn thương lắm, và bạn dễ làm những cái điều mà bạn nghĩ là chuyện đó là chuyện không có tổn thương, nhưng vô tình nó lại tổn thương người ta rất nhiều. Mình thì mình không lấy ví dụ được trong trường hợp này, tại vì mình chưa có quen cái người nào như vậy, và mình chỉ cảm giác theo bài đó là bạn nhìn vô cái tower ở đây nè, cái lá tower này là mấy con chim nó đậu ở trên cái miệng của này, và cái nắp của cái này là kiểu giống như nó ngã qua ngã lại, ngã qua ngã lại, mà mấy con chim này đâu có biết đâu, kiểu giống như là cái này nó ngã xuống một cái là phập mấy con chim này thành 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 cám hết đó. Thì mình cảm thấy ở đây cái vấn đề nằm ở chỗ đó là cái sự nóng nảy của bạn, cái sự bộc trực của bạn, hoặc là đôi khi trong một số trường hợp là bạn có cái tôi cao đó, bạn hay lỡ lời, bạn hay nói những cái gì đó, hoặc là bạn hay làm cái gì đó mà vô tình đó, nó là một cái nhát dao chí mạng vô người ta. Có thể bởi vì bạn lúc đó bạn còn trẻ quá, có thể lúc đó bạn còn cứng đầu quá, cái tôi bạn cao quá, hoặc lúc đó bạn quan tâm vào sự nghiệp công việc của bạn nhiều quá. Tại vì mình cảm giác bài của bạn đó là bạn muốn dắt mũi người ta đi. Bạn có Bay of One với bạn có King of One nè, bạn là cái người rất là mạnh, bạn thích dắt mũi người ta, giống như bạn là cái người chăn trâu á, bạn bạn nói là mày là trâu thì mày phải nghe lời người chăn trâu, tao xỏ dây vô cái lỗ mũi mày tao dắt mày đi thì mày là con trâu, tao dắt mày đi chứ không phải mày là tao là chủ trâu, chứ không phải là mày là chủ của tao.
thì bạn thích dắt người ta đi, và dĩ nhiên bạn nói là bởi vì tao là chủ mày nên tao sẽ có trách nhiệm chăm mày, tao sẽ có trách nhiệm giữ mày, tao sẽ có trách nhiệm cho mày ăn, nhưng nhiệm vụ của mày là phải nghe lời tao. Nhưng mà bạn biết rồi đó, mấy con trâu thì nó cũng lì và nó bự hơn bạn, mà nó bự hơn con người mà, và nó cũng khỏe hơn con người. Nó là trâu nhưng mà nó vẫn kiểu giống như là thú thôi, nó vẫn có thể làm những cái thứ ngoài mong đợi của mình, đâu phải mình dạy nó là nó nghe đâu. Thì mình cảm thấy ở đây giống như bạn là bạn nói là tao dạy mày được, bạn 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 căn cứ vô cái đó bạn nói là tao dạy mày được. Còn nếu mà nói theo kiểu rộng hơn chút xíu là người đi ha, hai hai chúng ta là người với nhau, là người yêu với nhau, thì giống như bạn nói là giống như là cái này là đúng này, anh nói đúng này là em phải nghe nha, em không có được cãi lại nha. Hoặc là kiểu giống như là ví dụ như là trong chuyện tình yêu là anh mặc định nó là như vậy, dĩ nhiên mình không nói tới độ là bạn gia trưởng hay là bạn bạn nữ quyền quá mức ha, mà quan trọng á, cái câu chuyện ở trong đây đó là bởi vì bạn luôn muốn dẫn dắt người ta, bạn luôn muốn dắt người ta đi, bạn luôn muốn người ta giống như là tôn trọng ý kiến của bạn, nghe lời bạn, tuân thủ theo bạn, hiểu cho bạn, thông cảm cho bạn, chấp nhận những cái điểm ở bạn nó xấu. Giống như bạn nói là mày thay đổi gì, mày thay đổi gì tao đi, tao vậy nè nhưng mà tính tao vậy đó, mày thay đổi gì tao đi chứ tao không có thay đổi gì mày, bạn không có thấy cái vế sao. Hoặc là bạn sẽ là cái kiểu là tao đã thay đổi gì mày rất là nhiều rồi, bây giờ mày thay đổi gì tao đi, tao đã thay đổi vậy 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 nè, tao thay đổi đủ thứ hết trơn luôn mà tao không có thấy mày thay đổi gì tao hết. Thì cái này là tại bạn tự thay đổi gì nó chứ không phải là tại nó không thay đổi gì bạn á. Tức nghĩa là bạn luôn luôn nằm ở những cái thái cực mà kiểu giống như một là bạn quá chiều người yêu, lẫn dẫn đến cái chuyện người yêu á, nó nói cái gì bạn cũng nghe, bạn tin một cách sái cổ luôn á. Còn không á, là bạn là cái kiểu là bạn nói cái gì bạn bắt người ta cũng phải nghe, và nếu mà ngược lại là cũng là chết với bạn. Thành ra mình cảm giác trong cái câu chuyện tình yêu á, cái người của bạn yêu á, đôi khi á, mình ở đây mình không nói là họ ngợp hay họ không ngợp, mình cũng không nói là họ cãi bạn để gọi là hai bên thắng thua, mà mình cảm giác như đôi khi hai hai bạn yêu nhau rồi chia tay nhau vì những cái lý do nó tào lao lắm, hoặc là vì những cái lý do mà ai cũng có cái tôi bự, nói qua nói lại nói tới nói lui hồi cái banh luôn, mà banh theo kiểu giống như nó tào lao lắm. Mình cảm giác cái lý do nó rất là tào lao, trong khi hai người có thể ngồi thông cảm và nói chuyện lại với nhau. Hoặc thậm chí là đôi khi ở cái thời điểm mà các bạn còn trẻ hơn, các bạn còn mới yêu, hoặc là các bạn còn còn nương nhau được á, mình cảm giác nhiều khi cả hai bạn đều mong đợi là đối phương sẽ phải như ý mình, muốn như được như ý mình, hoặc là kỳ vọng đối phương sẽ như ý mình. Và bởi vì cái muốn, cái kỳ vọng, cái mong đó nó cao quá, nó cao ở đây không nhất thiết là bạn đòi hỏi người yêu mình phải 1m8 rồi nhà giàu 6 múi hay là ba giọng ngon nghẻ, mà bạn mong, bạn kỳ vọng là người yêu mình sẽ hành xử như thế này, sẽ nói những lời như thế kia, sẽ làm những điều như thế nọ, nhưng mà cuối cùng người ta không có nói như vậy, người ta không có làm như vậy, hoặc là người ta không có dạng. Ở đây mình không nói tới chuyện thất hứa ha, hay làm gì sai nha, mình nói người ta chỉ sống theo đúng bản chất con người người ta, nhưng mà người ta không có làm gì sai với bạn hết, nhưng mà bởi vì bạn muốn uống người ta vô cái khuôn của bạn á, thành ra cái việc đó nó làm cho cái người bạn yêu họ cảm giác là họ không có được tôn trọng á, hoặc là họ cảm giác giống như là quá mệt mỏi trong cái câu chuyện tình yêu đó ha. Bạn bảy kiếm á, bạn the hermit, nó tính bạn khó lắm nha, bạn bảy bảy gậy nó, bạn cái tôi bạn cao lắm, cái tôi của bạn quá cao luôn á, bạn the hermit mà bạn còn bảy gậy nữa, tức nghĩa là bạn rất là lì và cố chấp. Và cái tính của bạn đó là đôi khi mình cảm giác bạn không có nhường nha, bạn không có chịu nhường nha, hoặc là bạn đôi khi bạn cãi là bạn cãi rất là hăng máu, và bạn rất là hay moi móc và hay chỉ trích nha. Nếu mà bạn nào có cái nết hay chỉ trích là bớt bớt cái mỏ lại nha, cái mỏ nó nhọn quắc luôn á. Mình cảm giác giống như đó là cái miệng của bạn nó rất là, một là cái miệng, hai là cái nết của bạn á, nó phải mua dao giũa lại. Tại vì mình cảm giác đôi khi có những thứ giống như vậy nè, có những thứ mình nên nói, có những thứ mình nên nên sửa người ta khi mà mọi thứ nó còn sửa được. Bạn là kiểu giống như là tao thấy mày sai một lần rồi nha, lần này tao nhịn, tao thấy mày sai lần thứ hai nữa nha, lần này tao vẫn nhịn, tao thấy mày sai lần thứ ba là cái mỏ tao nó giật giật rồi đó, là tao tao muốn hết nhịn rồi đó, nhưng mà tao vẫn im. Xong cái nó sai tới lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đó, cái bắt đầu bạn nói đủ rồi nha, mệt lắm rồi nha, có nhiêu đó cũng không biết nữa. Lớn rồi, bạn giống như bạn xả ra hết luôn, bao nhiêu thứ trong bụng bạn ghim, bạn quăng ra hết, bạn phóng phi tiêu nó, bạn phóng dao vô nó, bằng bụp 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 luôn. Xong cái người ta sốc luôn, bạn kiểu giống như là người ta cảm giác giống như ủa sao sai lần một không nói đi ba, sao sao kiểu giống như là lúc người ta sai không chịu sửa người ta đi, không uốn nắn người ta đi. Hoặc là kiểu bạn sẽ gì nè, ủa tao đã uốn nắn mày lần một rồi, tao đã uốn nắn mày lần hai rồi, tao uốn mày mà tao muốn cong lưng luôn á, muốn dẹo xương sống luôn á, mà sao tao không thấy mày sửa gì hết trơn á. Giống như là bạn sẽ bắt vô cái lỗi đó mà bạn sẽ nhai 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 nghiến nghiến nó, bạn nhéo, bạn bấu, bạn ngắt, bạn bạn làm cho người ta cảm giác giống như là đó là lỗi của người ta, là tội lỗi, là tội đồ luôn á. Và giống như bạn ở đây mình nói thẳng là dù người ta sai nha,
Hoặc là dù người ta không sai, người ta không sai thì không bàn rồi nha. Nhưng mà giả sử là nếu người ta sai nha, mình nói thiệt mà nhai nghiến như kiểu của bạn á, nó mệt á. Kiểu giống là người hay, người yêu mà hay cằn nhằn, hay bắt bẻ, hoặc là hay kiểu giống như là bắt lỗi á. Bạn nào mà có quen á, bạn đó sẽ hiểu cái cảm giác nó rất là ngợp á. Nó ngợp theo kiểu nếu mà tụ hai là ghen, thì cái tụ này là cái tụ mà chì chiết á. Quen mà chì chiết mệt lắm, quen mà cứ ngồi cằn nhằn nó tới nó lui hoài là mệt mỏi lắm. Và mình cảm giác cái tính của bạn á, mặc dù cái việc bạn cằn nhằn ở đây không phải là bạn bạn bỏ bụng, không phải là bạn ghim nó, không phải bạn hận nó, không phải là bạn nhai đi nhai lại đặng cho nó sướng cái miệng bạn hay cái gì, nhưng mà kiểu giống như đối với bạn cái việc giống như là cái việc người ta sai là cái việc mà bạn thấy ngứa mắt vậy đó. Nó giống như mình nói cái mỏ bạn nó giật giật đó, nó có do dây thần kinh tâm nó tự động nó giật giật vậy đó, và bạn không có bỏ qua được, bạn bị chấp á. Và bạn có the hermit và bạn có bảy gậy, tức nghĩa là đối với bạn đôi khi có những cái vấn đề nó gọi là cái phạm trù đạo đức đó, hoặc là nó gọi là cái phạm trù nhận thức của mấy bạn. Bạn là the hermit, bạn sẽ có những cái lối sống, những cái nếp sinh hoạt mà bạn không có muốn sửa và bạn không có muốn thay đổi. Và trong cái cách yêu á, bạn luôn luôn muốn là cái người yêu của bạn sẽ phải như thế này hoặc là phải như thế kia theo một cái kiểu nào đó. Và giống như là bạn kỳ vọng, giống như tao là cú thì mày cũng phải là cú giống như tao, tao sống theo kiểu đó thì mày cũng nên sống theo kiểu của tao. Giống như bạn muốn đi tìm một cái người mà nó hợp ý, nó vừa y đung luôn á, y như cái khuôn mà bạn đúc ra, mà bây giờ nó có mập hơn một chút, mà nó có lồi ra chút xíu mỡ, hay là cái khuôn nó vô không có vừa, hoặc là nó rộng á, là bạn bắt đầu bạn thấy nó chướng chướng rồi. Với lại trong cái cách yêu của bạn á, mình vẫn cảm giác, mình không biết sao mình nhìn cái mỏ con nào nó cũng nhọn á. Mình cảm giác bạn là người thù hận nhiều nha, mình không biết sao nhưng mà mình cái cảm giác của mình bạn là thù hận và nhớ dai nha, nhớ dai như đĩa vậy đó. Và mình cảm thấy giống như là cái việc bạn chì chiết nó cũng giống như cái chuyện bạn nhớ dai ấy. Giống như là mày có thể làm sai ví dụ như mình lỡ thì mình ví dụ nha, mình lỡ mình ngoại tình một lần đi, hoặc là mình tơ tưởng tới một cái cô gái nào đó đi ha, mà bạn là người yêu của mình á, mà bạn phát hiện ra có thể bạn sẽ tha thứ cho mình á, nhưng mà kể từ cái giây phút mà bạn phát hiện ra mình ngoại tình đi ha, là rồi đó, là mình tới công chuyện với bạn cái tới ngày mình ngủm củ tỏi luôn. Bạn sẽ không bao giờ quên cái chuyện đó. Đối với bạn đó là một lần, là mãi mãi không bao giờ, một lần gì, một lần bất tín dạng lần bất tín đó, là bạn sẽ cảm giác giống như là rồi đó, coi như kiếp này coi như bỏ nha con, tao không bao giờ tin mày lần thứ hai đâu, tao sẽ nhớ, tao sẽ ghim cái cây này, tao sẽ ôm một cái bó củi và tao đợi tới ngày tao chọt cái bó củi đó vô mồm mày. Mình cảm giác giống như bản thân bạn đó là có cái tính hay. Dĩ nhiên mình nói là cái chuyện mình ngoại tình hay cái gì đó thì nó là sai của mình, dĩ nhiên mình không có bàn rồi, nhưng mà kiểu giống như mình nói là có những người họ tha thứ được, có những người họ cho qua được. Còn dĩ nhiên rồi, ở đây mình lấy cái ví dụ là ngoại tình thì mình sai hiển nhiên rồi, nhưng mà ở đây có thể có những cái trường hợp người ta chỉ sai sai sơ sơ thôi, hoặc là sai hơi hơi thôi, nhưng mà bạn vẫn ghim vô cái chỗ đó. Thành ra cái cách bạn yêu nó làm cho người ta cảm giác bạn, mình cảm giác bạn giống như là cái gai sầu riêng vậy đó, nó ngon nó thơm, nhưng mà kiểu đụng vô bạn là mình thấy nguyên một ổ gai luôn á, mà kiểu đụng kiểu gì nó cũng đau á, mà nếu mà dạch ra được bên trong thì mình mới thấy bạn ngọt. Thì mình cảm thấy bạn là một cái người yêu người khác, bạn yêu từ những cái hành vi nhỏ, bạn yêu từ những cái nhỏ nhất của một cái người bạn yêu, và tới hồi mà bạn bóc mẻ người ta, bạn cũng bóc từ cái nhỏ nhất bạn bóc ra. Tại vì cách bạn yêu là bạn yêu, bạn chăm chút, bạn hết mình hết mực với người ta, thành ra bạn đòi hỏi cái người người yêu của bạn họ cũng phải hết mình hết mực với bạn. Nhưng mà nếu có một cái giây phút, một cái khoảnh khắc, một cái chuyện gì đó mà nó không hết mình hết mực, hoặc là nó có một cái gì đó mà nó làm cho bạn cảm giác giống như không còn tin tưởng nữa, không còn đủ tin tưởng vào cái người này nữa, là kể từ cái phút đó là mọi chuyện nó thay đổi hết luôn. Mà sẽ thay đổi từ thái độ, từ hành động, từ hành vi, từ tính tình, thậm chí là có thể tối hôm trước bạn còn yêu mà bạn phát hiện gan cái là sáng hôm sau cái mặt bạn nó lạnh như như thau nước đá luôn á. Thành ra mình cảm giác nó làm cho người ta cảm giác giống như bị sốc vậy đó, sốc tới óc luôn, và người ta sẽ không hiểu được là tại sao bạn có thể thay đổi cái con người của bạn chỉ sang một cái ngày, một cái thời khắc, một cái khoảnh khắc, một vài giây như vậy ha.